Vâng, xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm đến những video của em những thời gian về trước và bây giờ. Thì mấu chốt là tất cả những cái video mà em làm trên cái kênh của em ấy, kênh Thiên Đường Ngàn Hoa ấy, là em muốn giới thiệu chủ yếu đến mọi người những cái giá trị, những cái mà cây mà nó có giá trị thực sự và những cái gì mà nó có giá trị. Thế nên là khi mà anh chị mua ở bên em ấy, trong tất cả các những cái khác, ví dụ như mua bán hay là những cái vấn đề nào khác ấy, thì mọi người cũng yên tâm. Bởi vì bản thân em ấy, thì thứ nhất là em có tìm hiểu rất là kỹ về những cái cây mà trước khi em bên em bán ra, và những cái cách và những cái khiếm khuyết của nó, hoặc là những cái nở rồi thì nhìn chung nó nhiều yếu tố, nói chung là nó có nhiều yếu tố về cây. Thì em cũng đã nói rất là nhiều và mọi người có thể là chưa biết những cái giống lan này hoặc là chưa biết giống lan kia, phải tìm hiểu thêm. Nhưng còn em thì chủ yếu là em sẽ mang đến những cái mà cuộc chơi của chúng ta sẽ về sau, tương lai như anh chị sẽ không phải đi tìm bất kỳ ở đâu cái gì nó quá mệt mỏi. Anh chị có thể lên cái kênh Thiên Ngàn Hoa của em, anh chị có thể tìm được hết tất cả. Ví dụ tất cả những các dòng giống mà nó nở quanh năm, mùa nào, các thứ. Hôm nay thì cũng không mất nhiều thời gian của anh chị, em sẽ cố gắng để giới thiệu ngắn gọn nhất có thể. Vì cái dòng Katum này ấy, mình cứ gọi nôm na nó là Katum. Bởi vì sao? Gọi là viết gọi tắt, có nghĩa là gọi tắt Katastum. Katastum thì là mình gọi tắt là Katum, bởi gọi Katum cho nó nhanh. Vì nó là một dòng, nó cũng như kiểu là mình gọi là hoàng thảo ấy, hoàng thảo mà gọi là phi điệp, vì hạc vĩ, long tu, vôi rồi thì trầm rồi các loại, thì đấy gọi là hoàng thảo. Còn những cái mà cái này thì gọi là dòng Katastum. Katastum thì mình hay gọi là dòng Katum ấy. Fimbriatum chính là cái tên của cái cây này. Fimbriatum là cái cây, Fimbriatum là cái cây của cái tên của cái cây Katastum này. Thì cái cây Katum này ấy, thì một về Fimbriatum thì là một cái tên của nước ngoài và nó cũng là cái tên khoa học của nó. Thì mọi người có thể là nhớ nó sẽ rất là khó. Nhưng đây thì nếu mà trong cái bộ này mà anh chị chơi ấy, thì anh chị có thể thấy là một cái cây hôm nay em sẽ giới thiệu cái cây đó để lúc nào em xem này, cái cây nhà em có hoang đã. Cái cây gọi là cái con rơi, cánh y như này, bộ khuôn cánh y như này. Nhưng mà nó là hoa là nó màu màu gì nhỉ? Màu sô cô la với cả màu vàng, nó khác anh em một tí. Thì đây là cây Katastum này, thì Fioriatum. Fioriatum này thì nó là một cái cây khá là đẹp và nó ra hoa vài lần trong một năm. À không, nói vài lần là không đúng, nhưng có nghĩa là nó sẽ giả ra, nó không phải là ra một phát hết luôn. Cái này là nó nở như này nhá. Chúng ta hiểu là trong một cái cây ấy, thì ví dụ như cái chu kỳ sinh trưởng của nó xong đến chu kỳ ra hoa thì tự động sẽ ra hoa, đúng không ạ? Cái lan mà nó tự động ra hoa. Thì cái cây Fioriatum này thì là nó đến chu kỳ nó ra hoa thì nó sẽ sao nhỉ? Có nghĩa là nó sẽ nở hoa. Ví dụ như cái cây này đang nở vào cái dịp tháng 7 này thì có thể là tháng 8 cũng sẽ có cây Fioriatum mình nở. Nhưng mà cũng có thể là tháng bây giờ đang tháng 8 chứ, giờ đang tháng 8 thì cây này có thể nở vào tháng 7 và tháng 9. Có nghĩa là cái mùa dao động của nó khá dài. Và nó được khá là nhiều người sưu tầm vì cái dòng Katastum này. Đấy, mọi người thấy đó, đây là trực diện của một bông. Nhưng cây này là em nuôi là nó hơi nhỏ. Cái to thì là khách người ta đến lấy mất rồi, nó không kịp quay. Còn cái cây nhỏ thôi. Đấy là giới thiệu mọi người về cái cây này. Thì cái dòng Katum này, mình gọi là Katum nhé, cho dễ. Bởi vì Việt Nam mình hay gọi Katum là cái dòng ra hoa từ gốc, em vẫn nói rồi các anh chị nhé, ra hoa từ gốc. Đấy, thì đây thì em nói về sơ qua về cái thân lá với củ của nó một chút để mọi người cùng nhìn nhận về cái cây Fioriatum này, cây Katum Fioriatum này. Thì cái cây này thì là cái củ của nó thì vẫn là như các dòng Katum khác, nó sẽ rụng lá như này. Những cái rụng lá của nó thì sang năm nó vẫn có thể nảy mầm ở đây. Và những cái củ này thì cái chiều dài của cái củ này nó dài khoảng từ như cái củ ngắn này là khoảng tầm 6 cm, củ dài này khoảng tầm 13 cm. Thì cái cây này nó dài nhất thì nó dài khoảng tầm độ 15-17 cm ấy. Nó cũng dài ấy, nhưng mà nó có nghĩa là nó dài thì nó sẽ tỉ lệ thuận với cái độ to của nó, to tròn. Cái này là dòng
tròn củ, chứ nó không phải là dòng dài quá. Lá nó rất là tròn. Đường kính của củ thì nó sẽ thường thường nó sẽ tỷ lệ thuận nó, nhưng mà thường đa phần nó sẽ rơi về từ khoảng 3 đến 5 cm. Có thể 5 cm là rất to cái đường kính của nó ấy. Nhưng cái độ to này của nó có thể chỉ 3 thôi, như củ này là đường kính của nó phải tầm 35 40 mm. Khoảng hơn 3 cm đến gần 4 cm. Đấy, thì là cái điểm to nhất. Còn những cái điểm nhỏ như cái cây nhỏ này thì nó cũng phải 3 cm rồi. Anh chị ạ. Đấy, thế đây bây giờ mọi người nhìn cái lá nhá, cái dòng lá này thì nó cũng dòng cắt tum ấy. Thì dòng dáng lá nó cũng rất là giống nhau. Nhưng đây thì em nói là cái lá này rất là tròn này. Đuôi lá nó cũng tròn, lá nhăn nheo. Lá nhăn nheo đấy. Đấy, đấy. Lá rất nhăn này. Lá nhăn nheo. Và nó vẫn có cái gân này bình thường này. Cây nào nó cũng có gân này. Lá nhăn nheo này. Cái này lá nhăn nheo này. Đấy, đúng không ạ? Và cái độ to của nó thì nó rơi sẽ rơi vào khoảng từ sao nó khoảng tầm độ 7 đến 9 cm, có thể là 10 cm đấy. To. Lá sần có sọc như này nhá. Nó gần. Lá nhăn nheo, đuôi quắp một quả. Đuôi lá quắp một quả này. Đấy, mọi người thấy đây ạ, đây ạ, một quả đấy. Đấy. Đuôi lá nó sẽ vặn một quắp nữa. Đây. Đấy. Thì đây là cái dáng lá tổng thể của nó để mọi người cùng nhìn và nhớ nhá. Nhớ cái dáng lá của nó, dáng lá thì bao giờ nó hướng lên này. Dáng lá nó hướng lên. Lá nó dòng lá nhăn nheo. Dòng lá gân. Lá gân là ăn theo cái chiều dọc của lá này. Đấy, còn lá nhăn nheo. Đấy, lá này thế, lá nào thế. Có nghĩa là tất cả của nó về dòng về cái cây này nó là như vậy. Đây là những cái đặc điểm hi hữu của nó bắt buộc phải có. Cái này thì nó thường nó sẽ nảy mầm vào dịp đầu năm. Và nó ra hoa vào dịp tháng 7, 8, 9, có thể là tháng 10, có thể tháng 11, 12 và tháng riêng. Tháng riêng thứ hai cũng có nhá anh chị nhá, nhưng mà tỷ lệ rất ít. Tỷ lệ như kiểu nó ra hoa trái mùa ấy ạ. Nó như kiểu nó nở muộn, phi điệp nở muộn hay là những cái dòng khác nở muộn chẳng hạn đây. Dòng cắt tum này nó cũng như vậy. Thì anh chị có thể xem và tìm hiểu thêm về những cái dòng này, bởi vì những cái dòng này là dòng nhập ngoại. Đây là mọi người cứ tìm hiểu dần dần. Thì đây thì em sẽ quay chi tiết và cận cảnh cái bông này. Thì đây em nói về cái chu kỳ ra hoa của nó là vào dịp từ tháng 7, 8, 9, 10 đến tháng 1, tháng 2 năm sau. Đấy, từ tháng 8, 9, 10 đến tháng 1, tháng 2. Chu kỳ khá dài. Bởi vì nó sẽ nở, nó chênh lệch nhau, chênh lệch theo kiểu là có cây nở dịp này, cây nở dịp khác đó, phụ thuộc vào mình chăm ấy. Có cây thì nó bây giờ nó tù đầu khỏe như này thì nó ra hoa thôi. Có cây nó chưa tù thì nó ra hoa là muộn hơn. Ví dụ thế. Thì cái đấy là mọi người chú ý. Thì em sẽ nói về cái hoa của nó. Hoa của nó thì nó sẽ ra đây. Vẫn là ở sát gốc. Đây mọi người nhìn ạ. Hoa là ở sát gốc nhá. Hoa là mọc ở sát gốc, mọc lên những cái cần hoa này. Cần hoa thường ra thì của tất cả các loại catastrophe này thì nó sẽ là màu xanh là chủ yếu. Chủ yếu là màu xanh. Nhưng với những cái cây như thế này thì là nó sẽ... Đây này, cái phần đầu hoa của nó là xanh này. Có mấy cái cây nâu nước của em nó là xanh này. Đấy, nhưng mà đây. Lúc này em sẽ nói về những cái dòng khác sau, nhưng hôm nay em nói cái này thôi. Anh chị nhá. Hôm nay em nói về cái này là đấy, đầu nó sẽ xanh này, xong lên đây nó sẽ tím dần. Tím chấm loang loang giống kiểu màu cánh của nó đúng không ạ? Đấy, xong bây giờ em sẽ nói đến chi tiết của khuôn bông. Chi tiết của khuôn bông thì đây. Nếu mà để nói như này thì anh chị nhìn thấy là ok, đẹp đúng không ạ? Chụp ảnh như này thích, nhìn thích quá. Năm cánh đẹp, khum tròn, bông cánh bầu đúng không ạ? Rất là đẹp, lưỡi xanh chấm đẹp quá. Nhưng mà mấy ngày sau thôi là đây. Đây chính là tác phẩm của nó. Đây nó nở, đây không nhìn thấy hai cánh đâu, bởi nó bay tít đằng sau gọi là con rơi. Rơi, đấy. Rơi bay cây đen đen ấy, cây này màu đen họng vàng ấy, thì gọi là con rơi. Đấy, Việt Nam mình gọi vậy thôi, chứ còn tên nó vẫn là tên khoa học đàng hoàng. Và mỗi cây thì nó có một tên khác nhau. Đây em nói, đây em quay bông này là mọi người nhìn nó đẹp hơn nhá. Đấy, nhìn thích đúng không ạ? Đấy, rất đẹp. Dòng catastum này ấy, thì là một cái cây vẫn là như những bông hoa lan khác, năm cánh, có lưỡi. Đấy. Cái này thì là cánh hoa của nó, đường kính bông hoa khoảng từ 4 đến 6 cm, có thể là 7 cm tùy phụ thuộc vào do nuôi. Lưỡi môi của nó rất là to, môi nó cân đối với cánh. Cánh của nó là màu chấm tím xanh, nền là nền xanh. Chấm là chấm nâu, nâu tím. Nó vẫn có một cái mắt mũi này. Đây mọi người nhìn thấy trên này đã. Đấy. Đây em nói cái lưỡi trước đã. Cái lưỡi trước đã, xong em sẽ nói đến cái kia. Cái lưỡi này thì màu xanh cốm, trong họng vàng.
và chấm như màu của cánh. Đây ở trên này nó có một cái ấy đây, cái mũi như những cái cây khác, mọi người thấy không ạ? Rất là điệu những cây này. Đây, em ở đây nhìn cái bông này về độ nghiêng rất là đẹp. Đấy, lưỡi nó mùi tua rất là nhiều, mọi người thấy không ạ? Mùi tua rất là nhiều. Đấy, trong vàng. Đấy, mọi người thấy không? Đây là khi mà chưa ấy này, chưa căng này. Căng nó bay ra đằng sau này, bay ghê, dòng này bay ghê này, đấy, đúng không ạ? Mọi người thấy rất là trông rất là sinh động. Và cái quan trọng em muốn mọi người biết đến là đó chính là tên của những cái cây này. Ở trên kênh Thiên Đường Ngàn Hoa của em nói rất nhiều, mọi người nên chú ý rằng là mua cái tên cây nào thế nó phải có tên đàng hoàng. Kể cả là Việt Nam đặt tên hay là gọi tên bừa thì cũng phải nó có một cái tên mà được nhiều người công nhận. Ví dụ như mắt trâu chẳng hạn thì cứ gọi là mắt trâu thôi, chứ cần gì mà gọi là ám lưng xanh lưng xeo hay là cái gì mặt trâu khói tam nông tam neo cái gì đấy, năm cái trắng tam nông cái gì đấy, nó không nhất thiết quá, cứ gọi mặt trâu cứ rõ là mặt trâu thế thôi, nó đơn giản đúng không ạ? Những cây này, những dòng cắt tung này thì anh chị cũng nên chú ý cái vấn đề đó chứ, gọi tên. Em gọi tên bọn này thì tên thì thường em gọi là theo tiếng Việt, nhưng mà các anh chị muốn nói chuyện với em theo đúng cái nghĩa của nó, về tìm hiểu về những cái dòng giống này chúng ta phải nói chuyện bằng những cái tên tiếng Anh, tên khoa học. Phyriatum nó sẽ là cái tên của cái cây này, nó không phải là tên em đặt mà tên thế giới người ta đặt. Em không rõ chính xác ai đặt, nhưng em cứ tìm hiểu cây nào đẹp là em tìm hiểu nguồn gốc của nó. Nhiều khi không nhớ được tên cái ông mà ông ấy sinh ra cái cây này đâu. Đấy. Nhưng mà mình biết được rằng là cây này nó bây giờ người ta đang gọi tên là gì, thế giới đang gọi tên là gì. Thành phố Hồ Chí Minh là gọi tên gì, ngoài Bắc gọi tên gì. Đấy, nó có tum này, nó trồng nó hoa nó sẽ rủ. Thực ra cái này đây em sẽ để mọi người cùng xem mà nó rủ khá sâu, nhưng mà một cái bông hoa mà để nó rủ như này ấy, thì mọi người cần nên để ý một chút, đó chính là cái việc bảo quản bông hoa. Bởi vì cái dòng cắt tum này thì nó cũng không giống các dòng khác. Chờ em một chút em gỡ này ra. Đây chính là bộ mặt thật của cái cây cát tung này. Mọi người thấy không ạ? Nên khi treo lên thì chúng ta nhìn thấy nó là một cây rất là đẹp. Chẳng qua là nó hơi rủ và chia hoa, nó kiểu của nó thôi. Đây chính là dòng cát tung Rheum. Màu rất là đẹp. Đấy, mọi người chú ý. Cảm ơn tất cả anh chị đã theo dõi video của em. Hẹn gặp lại mọi người vào những video giới thiệu về những cái mặt hoa Catastum, những cái dòng lan, hoa lan của Việt Nam. Và lần sau thì anh chị xem trên những kênh Thiên Đường Ngàn Hoa của em thì mọi người thì thấy là đấy, cây nó như nào em giới thiệu hết, để mọi người chúng ta cũng biết được rằng là khi mà nó đang ở chế độ như này thì nó là cây này, chế độ kia là cây kia. Mọi người nhé, cảm ơn tất cả anh chị đã theo dõi video của em. Hẹn gặp lại tất cả mọi người vào video sau. Xin chào tất cả mọi người. Xin cảm ơn.